Cập nhật những mẫu đồng hồ mới, những phiên bản giới hạn hay là phiên bản đặc biệt luôn là xu hướng và chiến lược kinh doanh của Duy Anh trong nhiều năm nay. Và video hôm nay sẽ nói về một sản phẩm như vậy đến từ nhà Longines. Trên tay mình đang là thành viên mới của đại gia đình Longines Master, bộ sưu tập đầu bảng và bán chạy nhất của thương hiệu Thụy Sĩ này. Người khổng lồ xứ Saint-Imier đã cho ra mắt Master Collection vào năm 2005 và từ đó đến nay thì đã trở thành một biểu tượng cho những gì là tinh hoa về cả thiết kế lẫn kỹ thuật của Longines và trở thành huyền thoại thứ hai của hãng bên cạnh bộ sưu tập La Grande nổi tiếng. Master Collection sở hữu rất nhiều phiên bản với các biến thể khác nhau từ đơn giản cho đến phức tạp và đây là một trong những phiên bản phức tạp nhất với việc được trang bị hầu hết những tính năng có thể có trên một chiếc đồng hồ cơ. Cụ thể là chúng ta sẽ có 3 nhóm tính năng. Thứ nhất là tính năng xem giờ cơ bản với kim giờ và kim phút hình lá ở vị trí trung tâm. Kim giây sẽ là kim nhỏ ở góc 9 giờ và kim lớn hơn một chút ở cùng vị trí này là kim 24 giờ, có vai trò xác định giờ ngày và giờ đêm trên đồng hồ, giúp cho người đeo có thể chỉnh các tính năng lịch ở trên chiếc đồng hồ này một cách nhanh chóng và đơn giản hơn. Nhóm tính năng thứ hai đó là lịch. Lịch ngày sẽ được chỉ báo bởi một kim hình lưỡi liềm ở vị trí trung tâm. Như các bạn đang thấy thì trên chaptering sẽ có đánh số từ 1 cho đến 31 tương ứng với số ngày trong một tháng. Trong khi đó thì lịch thứ và lịch tháng sẽ được thể hiện ở hai ô cửa sổ ở góc 12 giờ, còn lịch tuần trăng moon phase sẽ nằm ở vị trí đối diện. Cuối cùng là nhóm tính năng bấm giờ hay còn gọi là chronograph, cho phép bạn có thể chủ động ghi lại một khoảng thời gian. Với kim bấm giờ là kim giây nhỏ nhất ở vị trí trung tâm, trong khi đó thì kim giờ và kim phút cho tính năng này sẽ nằm lần lượt ở góc 6 và 12 giờ. Cách sử dụng tất cả các tính năng ở trên đồng hồ Longines Master phiên bản này thì mình đã có một video riêng trên kênh Duy Anh, các bạn có thể tham khảo các chi tiết. Điểm mới ở trên mẫu này đó chính là kiểu cọc số La Mã được gắn nổi lên dial khác với kiểu số in trước đây. Đồng thời thì màu xanh cũng được áp dụng cho cả cọc số thay vì chỉ các kim và nền dial thì sẽ có vân kim loại phai xước. Tất cả thì tạo nên một giao diện khá là mới mẻ và trẻ trung so với các phiên bản khác của Master. Tất cả dĩ nhiên thì vẫn sẽ được bảo vệ bởi kính sapphire nguyên khối cũng như là lớp vỏ thép không gỉ. Thiết kế vỏ của Master thì có thể nói là quá kinh điển rồi, trường tồn và không thể lỗi mốt. Rất dễ kết hợp với nhiều loại trang phục khác nhau. Mẫu này thì sẽ đi kèm dây da cá sấu cao cấp và cũng có cả biến thể dây kim loại. Các bạn có thể tham khảo thêm trên website đồnghoduyanh.com. Với một mẫu đồng hồ có nhiều tính năng thì bộ máy cũng sẽ cực kỳ phức tạp. Cụ thể là đây là caliber 687 được chế tạo dành riêng cho Longines trên nền tảng máy Vanjoo 7751, bộ máy Chronograph với bánh xe column wheel nổi tiếng của Thụy Sĩ. Bộ máy này sẽ cho tối đa là 66 giờ chữ cốt, đầy đủ khả năng lên cốt tự động, lên cốt tay, cũng như là đặc biệt được trang trí và hoàn thiện cực kỳ tinh xảo, xứng tầm với một sản phẩm cao cấp. Đường kính của mẫu này là 42mm, lắc to lắc là 49mm nên sẽ rất dễ đeo cho anh em có chu vi khoảng từ 16cm trở lên. Nếu cổ tay nhỏ hơn thì các bạn có thể lựa chọn phiên bản đường kính 40mm mang tên là L2673. Nhìn chung thì đây là một mẫu đồng hồ tuyệt vời cho những ai yêu thích phong cách sang trọng, lịch lãm, yêu thích những thương hiệu lâu đời và có nền tảng kỹ thuật truyền thống của Thụy Sĩ. Tuy nhiên thì hãy luôn tỉnh táo để có được sản phẩm chính hãng khi mà gần đây trung tâm bảo hành của Longines tại Việt Nam đã phát đi cảnh báo về những trường hợp mua phải đồng hồ giả kèm theo thẻ bảo hành có tên của các đại lý nước ngoài. Longines khuyến cáo rằng là để đảm bảo an toàn, hãy luôn mua sản phẩm của các đại lý có tên ở trên web hãng được Longines ủy quyền và thẻ bảo hành có đóng dấu của chính đại lý đó. Cảm ơn các bạn vì đã đón xem video này. Đức xin tạm biệt và hẹn gặp lại trong các video lần sau. Và nếu các bạn thấy thú vị, hãy like, share và subscribe kênh YouTube của Duy Anh để tiếp tục đón xem những video hấp dẫn nhé.